xin chào quý vị khán giả và bà con ngư dân. Từ lục địa Trung Quốc, khối không khí lạnh di chuyển về phía nước ta. Trong đêm nay và ngày mai, nó sẽ tạo ra một rãnh áp thấp có trục từ 20 đến 23 độ Vĩ Bắc. Và dưới tác động của rãnh áp thấp này thì ở khu vực Vịnh Bắc Bộ cũng như vùng biển phía Bắc của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa. Từ đêm nay trở đi, mưa dông sẽ gia tăng dần lên diện rải rác. Vùng mưa dông mạnh sẽ tập trung ở phía Bắc của vĩ tuyến 18. Vì thế, tàu thuyền hoạt động trên khu vực biển này cần hết sức lưu ý. Dù không chịu tác động của rãnh mây dông ở phía Bắc, nhưng khu vực giữa và Nam Biển Đông, ngoài chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục 8 đến 11 độ Vĩ Bắc, khu vực này còn nằm trong vùng tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình ở mức là cấp 4, cấp 5. Vì thế mà trong những ngày tới, toàn bộ vùng biển phía Nam Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Trường Sa, cũng duy trì tình trạng mưa rào và dông từ rải rác đến nhiều nơi. Tầm nhìn xa bị giảm thấp còn 4 đến 10 km, kèm theo đó là nguy cơ về tình trạng lốc xoáy, gió rất mạnh. Đến với thời tiết trên các tuyến hải trình ra vào đảo. Thưa quý vị và bà con ngư dân, không khí lạnh không đủ mạnh để ảnh hưởng hẳn xuống nước ta. Nhưng dưới tác động của rãnh áp thấp có trục 20 đến 23 độ Vĩ Bắc thì ở vịnh Bắc Bộ trong đêm nay và ngày mai đều xảy ra mưa rào và dông ở mức rải rác. Những cơn mưa dông trong giai đoạn chuyển mùa này rất hay kèm theo lốc xoáy và gió giật. Tàu thuyền hoạt động trên vịnh Bắc Bộ và tuyến hải trình từ Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ cần lưu ý tới những cơn gió giật trong mưa dông. Mưa rào và dông được dự báo cũng diễn ra nhiều hơn ở khu vực biển miền Trung, là vùng biển từ Quảng Bình đến Bình Thuận. Nguyên nhân là do rãnh áp thấp có trục từ 8 đến 11 độ Vĩ Bắc. Những cơn mưa được dự báo sẽ xuất hiện từ mức rải rác đến nhiều và tập trung nhiều hơn ở vùng biển phía Nam, từ Quảng Ngãi trở vào cho đến Bình Thuận, trong đó có tuyến hải trình Sa Kỳ đến Lý Sơn. Vì thế, tầm nhìn ở vùng biển này giảm thấp, kèm theo nguy cơ đó là lốc xoáy và gió giật nguy hiểm, nên bà con ngư dân cần hết sức lưu ý. Đối với khu vực biển từ Bà Rịa Vũng Tàu trở vào đến Cà Mau, dự báo trong 3 ngày tới, ngoài tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình là cấp 5, thì khu vực này còn chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp. Vì thế, thời tiết này tiếp tục xấu đi bởi sự xuất hiện của những cơn mưa dông. Dự báo những cơn mưa có thể xảy ra bất kể ngày hay đêm, vì thế mà tầm nhìn xa lúc nào cũng ở mức thấp chỉ từ 4 đến 10 km. Vì thế, các hoạt động hàng hải trên tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra Côn Đảo trong 3 ngày tới sẽ gặp nhiều khó khăn. Cũng nằm trong vùng tác động của gió mùa Tây Nam, vì thế khu vực phía Tây của Nam Bộ là vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, trong đó có tuyến hải trình từ Rạch Giá đến Phú Quốc, được dự báo là cũng có mưa rào và dông. Đặc biệt, vào thời điểm chiều và tối thì mưa dông thường diễn ra mạnh, nên nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh là rất cao. Vì vậy, các phương tiện tàu thuyền hoạt động trên khu vực biển này cũng cần hết sức lưu ý. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 3 ngày tới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.